chúng ta vừa bị tóm một tơn thì chúng ta lại nhồi thêm tơn nữa lên. Đã đánh được ruộng rồi bạn, ta phải là tốt hơn những nguyên thủ chia sẻ. Nếu mà lấy những cái vài đen cả ruộng thì có thể chạy dần được vũ vừa rồi. 7 nhà BL sắp đều, xông lên anh em. Hai con số 7L cùng 62 đó tham gia giải dành cho bài đấu này. Rất nhiều chém từ từ khi mà chia sẻ tất cả đều là lên rồi. Bây giờ các bạn làm 3 nhà BB đang tiến tăng tiến lợi làm và thêm một cái đối tượng và thêm một đàn chém nữa đẩy lên dành cho các bạn chia sẻ. Chém đất và chém cả đất xung quanh phù đi. BL tiếp theo, BL thứ 8 rồi. Vâng, Yamato 8L như thế này thì ai đỡ được, ai chống. Dù đang phải nằm xuống tiếp tục để chống đối nếu mà lên Chí Linh. BL thứ 9 tránh Đức Thành, tránh Quốc Cường nha. Và như vậy đây là IA đến từ game thủ chim sẻ đối đầu với gì ấy? IA. Và như vậy quân thì đã được cân ở trận đấu này thôi, solo IA anh em nhá. Lần nữa thông báo với anh em là trong buổi tối ngày hôm nay thì đến với trận đấu thứ 3 thì cả hai bên sẽ phải đó chính là đẩy tham lên 100, lên 4 mới được giao tranh anh em ạ. Đây sẽ là chiếc nhà BG để có thể khai thác mỏ quả đầu 7 cây từ game thủ chim sẻ, solo Yamato. IA đối đầu với IA. Lại nghĩ dần đến mấy cung A thôi. Thường cung A trong tay game thủ chim sẻ nó hay có đam 10 anh em ạ. Anh em cầm cung A toàn đam 5 thôi. Nhưng mà gặp cung A đam 10 thì khoái. Làm vòng đi dò nào. Một bài đấu được cầm Yamato khép góc 3 giờ. Đến đất bán sa mạc như thế này thì vậy cùng xem rừng như thế nào, đồ ăn ra làm sao. Quả đầu 7 cây rất là ok rồi, gỗ đầu không phải quá xa. Đồ lùa về nó như thế nào thôi. Và những bước dò đầu tiên tới từ game thủ chim sẻ đang chưa có đồ để có thể lùa về với bầy hươu hay là những con voi gì đó. 1v2 luôn. Hôm trước thì đối đầu với anh Tễu và anh Đinh Xuân Canh thì sẻ đã giành chiến thắng rồi. Ngày hôm nay đối đầu với Tễu và Lê Chí Linh sẽ rất căng anh em ạ. Đây kèo giao hữu hàng ngày anh em ơi. Đó là trận 3 anh ơi. Sẽ phải là cả hai bên ai lên 4 trước thì được quyền giao tranh. Nói chung là lên 4 nhưng mà tham phải 100 thì mới được giao tranh anh em nhá. Ok Tuấn Táo Tàu ơi. Đây bầy hiệu sẽ đưa về, bầy hiệu đầu 7 con. Rừng là rừng dừa trong trận đấu này. Không phải là một thế bài quá khủng tới từ game thủ chim sẻ. May mắn là không chết dần với tình huống solo sư tử vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng để đưa mấy con hiệu này về. Hiệu đầu 7, quả đầu 7. Nhưng mà hiệu đầu thì khá là xa các bạn. Thấy hiệu đầu nằm sau hướng bỏ quả và chúng ta đang khai thác. Kèo 1v2 này thì anh em thấy cũng đã rất là quen rồi. Khi mà trong chương trình thợ săn chim sẻ tuần nào sẽ có phải ăn hành với mấy cái kèo 1v2 này rồi. May quá tuần vừa rồi không ăn hành như bị bộ đôi Dan Tony với cả tuần đế Zenix nữa thì chắc ngất mất. Hãy cho số điện thoại đi. Số điện thoại làm gì anh ơi. Anh inbox trực tiếp bên sẻ đi rồi anh ạ. Anh xin số điện thoại em này, tối nay chắc không ngủ được mất. Lùa mấy con điều này về. Chuẩn bị cơ cấu trên nhà BS đầu tiên. Đây không phải là một thế bay cung là chim sẻ thì khả năng cao vẫn sẽ phải BL trước. Rồi thủ game B, sau đó nghĩ đến những tình huống giao tranh về sau. Đây sẽ là chiếc nhà BS đầu tiên tới từ game của chim sẻ thôi. Bắt đầu đóng ở đây, vàng cũng là vàng ngoài ở trong trận đấu này. Và hai dân lùa hiệu đang khá là mượt rồi. Ok, bây giờ ta sẽ giải quyết cái bầy hiệu này thôi. Bầy hiệu đầu đưa về thành công tới từ game thủ chim sẻ. Và trước thì tôi vừa xem cái clip là mấy cái khó chịu nhất, khốn nhất khi chơi đến thế đấy. Mùa hiệu về cũng dần nở ra, tan tác bầy hiệu đấy. Thốn thế mà không hướng dẫn anh em cách xử lý, làm sao cho đỡ thốn. Nói nhờ bài đúng yêu đầu anh em ạ. Ê, một con voi lẻ. Ish. Map xấu đấy. Map này em đánh rồi, mày hay nhớ map thế hả em? Tao thấy mày đánh kèo nào mày cũng nhớ map, đánh toàn thua đấy. Thằng đô cu này sáng nay lại bị khóc nó đích cho. Thêm vòng nữa đi dò và đang cố gắng đưa voi về. Đô cu đang nhớ map anh em ạ. Còn nhớ map nữa thế này, chịu em rồi. Chạy bách hoàng nha, chạy anh em. Rồi cố gắng đưa mấy con đưa con nốt con voi này về. Có thêm mấy yêu nữa nhưng phải là hai yêu một voi. Nhưng mấy yêu phụ nhìn qua thì ấu dề quá. Nó bị ken vào con vực rồi anh em ạ. Giật đi ai nhưng mà con voi đang khá mượt. Vừa mới ken mượt cái thì ăn hai thỏi ngay. Và đây sẽ con voi đưa về đến từ game thủ chim sẻ. Vừa câu voi vừa đi dò. Con voi sẽ nằm tại nhà chính thôi. Và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trong trận đấu này, chúng tôi vẫn xin giới thiệu các bạn về
Big Update GCO 2.0. Trong bối cảnh các phần mềm gian lận ngày càng tinh vi và phức tạp thì Gplay đến từ GTV tự hào giới thiệu GCO 2.0 với công nghệ chống hack hiện đại nhất thị trường Việt Nam dành cho cộng đồng AOE. GCO 2.0 có thể ngăn chặn mọi loại phần mềm gian lận tràn lan trên thị trường như hack đen quân, đen dân, đen nhà, hack hủy kinh đời, điều khiển thú, hack tài nguyên, hack map sáng. Với khả năng tự động nâng cấp và thử không ngừng, GCO 2.0 luôn giữ thế chủ động để đối phó với các tình huống với các hình thức gian lận mới nhất. Gplay phối hợp cùng Chim Chảy Nắng quyết tâm làm tới cùng để bảo vệ cộng đồng AOE Việt Nam. Vì một cộng đồng chơi công bằng, thắng vinh quang, GCO 2.0 công nghệ vượt trội, chống hack tuyệt đối. Truy cập ngay vào Gplay và trải nghiệm ngay hôm nay nha anh em. Cùng quay trở lại với trận đấu này, lại là một tình huống câu hai voi và voi đã hút cho hai cái rồi. Liệu chết dần hay không đây? Đang rất bình tĩnh tới từ cái thủ chim sẻ để đưa voi về. BB thiết kế đây rồi. Và hai con voi này nó đang khá ngoan, nhưng mà tính cũng dồn lên gần đủ rồi. Giải quyết voi thôi, BM và đây sẽ là BL. Chắc chắn là phải BL rồi, không chết dần ở trong vừa rồi anh em ạ. Con voi mượt phết. Let. Ồ, bên kia không lên đời. Đội bạn lên đời muộn hơn so với cái thủ chim sẻ trong trận đấu này. 10-40 với 27 dân cộng 1. Ui ôi. Em đời ghê đấy. Bài này 10-40, 27 dân cộng 1 anh em ạ. Này em lời kinh quá. Hôm nay thì giới thiệu với anh em phiên bản GCO 2.0, nên là anh em nào muốn tinh tinh cho cái vụ chim sẻ thì có thể qua kênh TikTok với bình viên Kami anh em nhá. Hôm nay bọn em không để mã QR trên fanpage thì anh em donate. Rồi có công giáp và bắt đầu đẩy đi rồi. Để xem bài của bạn như thế nào. Tránh Nam Hoàng nhá, tránh em. Em đời như này được, gọi là chấp nhận được anh em ạ. Không đến mức quá tệ. Rồi, bắt đầu đẩy giò đi. Theo như Toku vừa comment là bài của bạn ở trong góc 9 giờ. Nó bảo là nó nhớ map anh em ạ. Sẽ lao vào đây trong đúng như vậy không? Đang lao về 9 giờ, đúng nhà 9 giờ thật này anh em này. Toku nhớ map dẻo nhờ. Được, làm tạm một dân đã, chưa biết là bạn là gì, 1 giờ bánh xe. Hay à, kinh thế, anh Bảy đi bên này, ai đỡ cho. Bảo Bảy hệ sát này, chưa thấy rõ đâu bạn đến nhà. Cũng là BL, và thủ 1P luôn, tới cái thủ chim sẻ. Chúng ta đã đẩy cho đi công, có vỏ quả bị trong rồi. Bạn vàng, và bị trong cả vỏ vàng luôn, tới cái thủ chim sẻ. Chốt luôn mấy cái kín, hay là kín luôn vỏ vàng. Có một con chém để có thể thủ lại con giò đội bạn, nhưng khả năng cao vẫn sẽ mất 1 dân. Điều là chúng ta đang ra dân ra dụng đều, có thủ 1B như thế này thì cũng chém các bạn lao vào cũng phải là vấn đề. Và đang khá nét đến từ cái thủ chim sẻ và đang truy sát con giò phía đối phương. Timeline của sẻ bây giờ đang số là 31/44 và cũng có chém bên phía các bạn kéo về để kê con giò chim sẻ đây rồi. Tôi nghĩ là bên kia khả năng là cũng thủ B anh em ạ. Không, các bạn vẫn đang vạ ra ruộng này, sẻ phải soi tham cho cũng thủ B hay không, đẩy chém lên. Như vậy là chém đứng thủ luôn rồi. Thế thì chúng ta dùng dịch lên chặt gỗ chuyển na. Chuyển na dọa các bạn tí xong lại sắp chém. Bên kia thủ một phù mà. Thế là mấy con chém này đưa lên thì khác gì bảo yếu đối thủ. Tốt nhất là thôi, cho nó đứng ở nhà. 36/52 đó là thăm lại tại đến từ cái thủ chim sẻ đang cố gắng để bo bế kín nhà trong trận đấu này. Ít nhất là kín từ mặt 6 giờ lên đã anh em ạ. Phù giấu bên trong bỏ vàng bên ngoài thì đã được bo bế rồi. Ruộng là rất nhiều nhá. Một lát nữa thì lực của cái thủ chim sẻ sẽ dồn lên là cực kỳ nhanh và cực kỳ khỏe. Trong trận đấu này một quả hoàng đã hết rồi, nâng cấp đào vàng luôn. Để có một bài đấu xong phù đó đều tay hơn. Bên kia thì cũng chưa thấy có gì muốn công phù gì cả. Chưa thấy công, để cho một đôi tiểu và anh Lê Chí Linh. Giờ sẽ BA không? Tăng thêm dân cái đất gỗ đây rồi. Vâng, cần đóng A. MBL và cần tăng L2 đến chim sẻ. Vậy quyết định sẽ là Châu BL trong trận đấu này à? Khá là đầu gấu anh em ạ. Châu BL nhá. Đi con giò đấy, con giò bạn lao vào, lần này chúng ta có thể quật luôn. Con giò đứng giữa bản đồ bắt phủ bạn ở đây, mất một con chém rồi. Đây, phù thủy và người chém các bạn đang đẩy lên nhà cái thủ chim sẻ. Và một phủ các bạn phải bỏ mạng lại một con chém BL thứ 3. Lát nữa sẽ là 4-5L đều. Hello mọi người, hello anh em nhá. 45/72 đó là thăm lại tài tới từ game thủ chim sẻ. Đang tăng được 3 móng nhà BL lên rồi. Một lát nữa chúng ta chỉ cần công nghệ đó chính là đầu máu nữa. Thì khi mà đủ gỗ chúng ta có thể thiết kế luôn một móng nhà BC. BL thứ 4 dành cho game thủ chim sẻ. Đây, như vậy là có BL mới rồi. Giờ thì em gỗ để đóng BC nữa thôi.
vò bế nhà cửa mình rộng rãi hơn. Vàng thì đang có 3 mỏ ngay trước cửa nhà. Bây giờ mình chẳng có dò 6 giờ tìm vàng mới không. Bởi vì IA đối đầu với nhau này thì tất nhiên là cần vàng rồi. Không có vàng thì tự lăn quay được gất thôi. Và đây là BC đấy, thì chia sẻ của dân ở dãy nhà E đứng chơi đấy. Đấy, dân đóng E đứng chơi kìa. Có ra hoạt động và bò bế kín nhà với BC đấy luôn. Bà Yamato 4L đấy các bạn. Yeah. Mèo gì tầm này đây. Chém được một cái phù với các bạn. Bạn cũng có tân quân đến trong tay, nhưng mà ta có phù thủ bên trong và phù lại được cái chém. Đá là những con chém công 4 đấy, được cái thủ chim sẻ bên kia đi chém không có giáp anh em ạ. Bạn sẽ ít chém thôi. Đây, bắt đầu lao vào với thủ chim sẻ rồi. Làm tí công 4 ra 4 đầu máu nữa, bổ cho nó cắt. Và không có quá nhiều phù đến được chú Đeo. Những phù bạn đang công đến nhà cái thủ chim sẻ ở đây. Nhà cũng có phù kê. Chém sẻ đang có một phút đông ở trận đấu này. Vàng một tấn công. Và phú không có chém, ok chấp nhận thôi. E hoặc Nga nào. Và 7E đến từ sẻ. Và sẽ lọt được vào bên trong nhà đối phương. Ngon rồi. Và đi đặt cho đối phương đấy rồi. Có thêm mấy phú nữa đến từ của Diễu và anh Lê Chí Linh. Và BL thứ 5, BL thứ 6 đã được nguyên thủ chém sẻ. Ôi trời ơi. Rất nhiều cái BL đấy cả. 6 BL rồi. Nhiều quá. Chém cổi ra thoải mái chấp cả thủ cánh phù luôn. Ở nhà chỉ có thủ 2 và 1, 2 phù đứng kê thôi là xong rồi các bạn. Và thằng này ở số đó chính là 56 đấy. Chủ đề là tách chém và những mỏ gỗ. Những cơ sở với các bạn BL thứ 7 trong trận đấu này. Ôi trời ơi, 7L đến từ bài Yamato và Teo đang phải ra TP. Đấy để nó có quá nhiều những con cửa chém như thế này. Các bạn cũng tăng P3. Khi liền M3P luôn rồi. 3P đối phương cùng thêm cho chính ăn vàng. Và mình nghĩ là ăn hết ăn bỏ vàng này thì thủ để có thể hạ đối thủ đấy nhỉ. Đang chờ gỗ để ra đi luôn. Vậy là chém công chúng ta vừa có một tơn thì chúng ta lại nhồi thêm tơn nữa lên. Đã đánh được ruộng rồi bạn. Và vậy là tốt tơn của nguyên thủ chia sẻ. Nếu mà lên trên sức phải nét cả ruộng thì có thể chạy dần được đường phố vừa rồi. 7 nhà BL sắp đều. Xông lên anh em. Hãy có số 7L cùng 62 đó tham gia lại dành cho bài đấu này. Và còn rất nhiều chém từ từ cái thủ chim sẻ. Tất cả những thủ liệu và những thủ liệu rồi. Bây giờ bạn làm 3 nhà BP. Đang tiến lời làm và thêm một cái đối tượng. Và thêm một đàn chém nữa đẩy lên dành cho cái thủ chim sẻ. Chém đất và chém cả đất xung quanh, phù đi. VL tiếp theo, VL thứ 8. Vâng, Yamato 8L như thế này thì ai đỡ được, ai chống. Dù đang phải nằm xuống, tiếp tục để tập đối Dếu và Lê Chí Linh. BL thứ 9. Vâng, làm quả 10L cho nó vui nào. Nhưng mà đội bạn quýt mất rồi anh em ạ. Và một đều trong buổi tối ngày hôm nay dành cho game thủ chim sẻ đắng khi đối đầu với bộ đội Ruan Anteo và Lê Chí Linh anh em nhá. Một đều anh em ơi. Một trận đấu rất bắc bình đến từ game thủ chim sẻ. Và ta cũng chờ đợi đến với trận đấu thứ 3 ngay sau đây thôi. À, hóa ra là hacker à. Ủa, thôi nghỉ lên mạng chơi giải trí tí này chán rồi đấy. Ây da, lâu lắm mới có ngày nghỉ, chơi mấy trận chế online giải trí tí nào. Mà chỉ nhộn mình lên mạng đánh gì cá tập bơi đâu, tìm đâu ra một trận thua bây giờ. A few moments later. Điều kiểu gì, chắc mấy dân rồi vẫn sóc quân đều thế. 5 minutes later. Ui, sao mà đông thế nhở, chơi mạng giải trí tí thôi mà cay thật đấy. 2000 years later. Thật đấy. À, hóa ra là hacker à. Ủa, thôi nghỉ lên mạng chơi giải trí tí này chán thật đấy. Từ chơi online mà không chơi trên Gplay thì chả gặp hack à em. Gplay á? Chuẩn rồi, Gplay vừa cho ra mắt phiên bản GCU 2.0, phiên bản chống hack tân tiến vượt trội, chống lược tất cả các phần mềm gian lận đang tràn lan trên thị trường. Đây, ông ngồi đây tôi chỉ cho đây này. Song hành với Gplay, chúng tôi quyết tâm làm tới cùng để bảo vệ cộng đồng AI Việt Nam. Vì một cộng đồng chơi công bằng, thắng vinh quang, GCU 2.0, công nghệ vượt trội, chống hack tuyệt đối. Truy cập Gplay và trải nghiệm ngay hôm nay.